Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì diện tích là 35m2, thực tế trên sổ đỏ với mặt tiền của ngôi nhà 3m28, chiều dài của ngôi nhà 3m37. Với cái căn nhà này nở hậu một chút và vị trí đi lại thì cực kỳ là thuận lợi, nằm trên mặt ngõ thông, cách với trục đường chính và cách với đường 19 tháng 5 ấy khoảng tầm 200m, cách với Hồ Văn Quán khoảng chừng 500m mọi người ạ. Ngõ thực tế ở trước nhà ấy thì khoảng chừng 2m và cách với đường ô tô đi lại được khoảng chừng 50m. Căn nhà này thì với cái diện tích 35m2, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được ngay bởi vì vừa mới hoàn thiện xong mọi người ạ, được xây dựng và duy nhất một căn. Với thiết kế của ngôi nhà thì phần mặt tiền của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, cửa chính. Đấy, bên ngoài là cửa sắt, sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính mọi người ạ. Mời người theo em vào khám phá vị trí cụ thể cái căn nhà này với thiết kế rất là hợp lý, hài hòa. Diện tích tuy chỉ có 35m2 thôi nhưng mà xây dựng đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng. Đây là phần tầng 1. Bước ở phía cửa chính vào thì ở đây cái căn này, phần đây là để xe nha mọi người nha. Cái không gian để xe riêng, quý vị có thể để xe máy riêng ở đây. Và với cái hướng nhà thì là hướng nhà Đông Bắc mọi người nhá. Phần hoàn thiện của ngôi nhà gần như đã xong hết với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ điện nước. Đúng theo như hiện trạng thì căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay được luôn. Với tiếp theo, cái giá bán của cái căn nhà này là 4.800.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với cái căn nhà này thì giấy phép xây dựng đầy đủ, hồ sơ điện nước đầy đủ, hỗ trợ quý vị vay lên tới 70% giá trị của ngôi nhà. Tầng 1 là thiết kế như thế rồi, mời mình theo em vào không gian phòng bếp. Chính bởi vì căn nhà này nở hậu nha mọi người, cho nên quý vị nào mà muốn biết thông tin thì có thể inbox trước để Ngọc Ánh gửi sổ đỏ cho quý vị xem. Đây là cái phần không gian phòng bếp, thiết kế rất là thoáng. Ở đây có một cái khe thoáng luôn đấy mọi người ạ. Và chủ nhà ở đây có thiết kế cho mình một ô kính. Đồng thời với cái phần khe thoáng này thì lấy ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng bếp, rất là hợp lý. Tủ bếp cũng được hoàn thiện xong hết cho mình, toàn bộ là tủ gỗ An Cường với cái 2 màu chủ đạo, màu trắng và màu ghi. Đấy, mặt bếp thì ốp đá granite, phụ kiện bếp thì lắp đặt hoàn toàn xong hết rồi. Chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304. Nói chung tất cả những cái căn nhà mà Ngọc Ánh quay nên đều review cho quý vị đường, hướng, giá, vị trí gần như là rất chi tiết đầy đủ. Nếu như có thiếu thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại để em có thể tư vấn cho quý vị tốt nhất, trả lời những câu hỏi quý vị nhanh nhất nhé. Bởi vì cũng có một số căn nhà mà em quên không báo giá chẳng hạn thì quý vị có thể hỏi và em sẽ trả lời ngay. Tất cả đều là công khai giá bán và tất nhiên giá bán ở đây là giá bán từ chủ đầu tư cho quý vị, không cam đoan. Riêng Nhà Tốt cam đoan cho quý vị không bao giờ báo chênh lệch 1.000 so với chủ đầu tư đưa ra. Đây là không gian phòng bếp quý vị ạ. Hệ thống trần thạch cao, trần phào, đèn led thiết kế rất là chỉn chu. Đấy, chu đáo luôn. Với cái căn nhà này được sơn toàn bộ là tông màu trắng. Không gian phòng bếp thì nhỏ nhắn, xinh xắn. Tuy nhiên thì vẫn cứ là hợp lý sử dụng với lại một hộ gia đình. Ngoài phần để xe, phòng bếp thì ở đây thiết kế cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng đầy đủ với bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì quan trọng nó là vị trí. Nếu như mà quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, hoặc quý vị có thể Google Maps trước. Với cái vị trí căn nhà này như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, nó rất là gần với đường 19 tháng 5, gần với Hồ Văn Quán, thì quý vị có thể Google Maps đến Hồ Văn Quán để xem vị trí cung đường mình đi làm nó có gần hay không. Còn tất cả những cái tiện ích xung quanh Hồ Văn Quán này thì quý vị biết rồi, quá là sầm uất, không cần phải nói thêm nhiều đúng không ạ? Đấy, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên các tầng phía trên của ngôi nhà thiết kế đây. Cổ trụ tay vịn thiết kế toàn bộ ở đây là gỗ lim quý vị nhé. Đấy, là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen, cổ trắng. Căn nhà Ngọc Ánh review chi tiết, hướng Đông Bắc, diện tích 35 m, giá bán 4 tỷ 8. Tầng 1 đã xong rồi, mời người theo em lên khám phá tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà nhé. Mà đây là phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở đây là một không gian phòng khách quý vị ạ. Phòng khách ở đây và thiết kế cầu thang giật cấp để đi lên trên phía trên kia có một phòng ngủ nha mọi người. Đấy, còn đây Ngọc Ánh sẽ giới thiệu phòng khách cho mọi người. Với cái phần vách lam gỗ ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách, tạo lên một cái điểm nhấn phòng khách nó rất là sáng, rất là sang trọng. Và thiệt ra tính đến thời điểm này ấy, thì cái thiết kế phòng khách theo kiểu gác lửng ở trên như thế này thì nó rất là hiện đại mọi người ạ. Nó rất là thoáng, một phòng riêng biệt để cho quý vị tiếp khách. Với ở đây thì chủ nhà có ốp cho mình ở cái không gian phòng khách, ở đây là cái phần để tivi thì có một cái ốp nhựa mọi người ạ, PVC giả đá rất là đẹp. Đây là gỗ này và đây là kệ tivi đấy. Và ở phần phòng khách này thì có một cửa sổ ô thoáng để mở ra lấy không khí vào phía bên trong căn phòng này. Hướng nhà Đông Bắc thì cũng rất là mát và cũng thực tế luôn. Căn nhà này nó nằm ở mặt ngõ thông, và ở bên nhà đối diện là cũng có xây rồi, cho nên căn nhà này rất là mát nha mọi người, rất là mát luôn. Nói chung có như thế nào thì Ngọc Ánh review chi tiết cụ thể cho quý vị là như vậy. Và đây là thiết kế giật cấp đi lên trên phía phần phòng ngủ tầng 2. Với cái căn nhà này ấy, thì phòng ngủ chủ nhà đây thiết kế cho mình như thế này, nội thất mọi người nhé. Và cái căn nhà này thì ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài đây, cho quý vị có thể ngắm nhìn. Mặt tiền của ngôi nhà này 3,28 m. Đây, rất là hợp lý, cách với đường ô tô 50 m, cách với lại trục đường 19 tháng 5 khoảng chừng 200 m. Đây là phòng ngủ. Với cái giường này thì chủ nhà thiết kế cho mình là giường kích thước 1m8, 2m. Ở kia là tủ quần áo, cánh lùa, cho nên là nó có tiết kiệm tối đa cái không gian mọi người ạ. Đây mọi người có thể nhìn nhá, đây, tiết kiệm tối đa cái không gian cho mình. Tuy nhiên thì đấy, mọi người có thể nhìn thực tế luôn là đây là cái phần giường, đây là phần tủ, đây là kệ tivi, rất là phù hợp. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Với cái căn phòng này ấy, thì đúng là chỉ việc xách vali về và ở ngay. Tủ quần áo thì chủ cũng lắp cho mình rồi. Cửa thông phòng, toàn bộ các phòng thiết kế ở đây là cửa gỗ. Đấy. Với cái phòng ngủ nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Khi mà kê đồ đạc vào thì mọi người có nhìn thấy luôn, nó không có thiếu cái gì cả mà nó vẫn đáp ứng cho mình công năng sử dụng. Ở đây thậm chí quý vị có thể đặt giúp Ngọc Ánh ở đây một cái táp đầu giường được, rất là hợp lý. Đó. Với toàn bộ cái đồ nội thất này thì chủ nhà có chia sẻ với Ngọc Ánh luôn là đặt đúng theo cái diện tích của căn phòng này và thiết kế cái màu sắc nó trang nhã nhất, hiện đại nhất. Với cái phần giường ở đây quý vị nhìn nhá, đây, tối ưu công năng là sao ạ? Đây, giường ở dưới này còn một cả một cái ô nữa để quý vị có thể sắp xếp đồ đạc, để quần áo này. Đây, 2 ngăn nha mọi người. Đó. Tự tin chia sẻ với quý vị rằng Nhà Tốt là một trong số những kênh mà bán nhà, thứ nhất là đạt đúng cái tiêu chí là giá bán từ chủ đầu tư, thứ hai review chân thật cho quý vị có thể tham khảo, quý vị có thể được tư vấn tốt nhất trước khi đến xem. Không nhất thiết là cứ phải đến xem, mọi người cứ gọi điện Ngọc Ánh tư vấn đúng tầm tài chính, đúng với lại cái mong muốn xem bên Nhà Tốt có cái căn nhà đấy đáp ứng cho quý vị hay không thì mình hãy đi xem, đúng không ạ? Ngoài ra phần phòng khách này, phòng ngủ này thì ở đây còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng ở đây sử dụng bồn cầu liền khối và hệ thống sen cây tắm. Với cái nhà vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần cho mình rồi, rất là sạch sẽ và cái màu sắc thì nó cũng khá là sáng. Đấy, bàn đá lavabo rất là đẹp. Ở đây thì sử dụng nước sạch là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội nha quý vị. Đó. Mời quý vị theo em lên khám phá tiếp theo các tầng phía trên của ngôi nhà. Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 3. Với tầng 3 của ngôi nhà này ấy, thì thiết kế như sau: 2 phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau, cầu thang giữa, nhà vệ sinh ở giữa. Mời người theo em vào phía căn phòng ngủ ở phía bên ngoài tiếp theo. Tầng 2 có một phòng ngủ, tầng 3 thiết kế 2 phòng ngủ thoáng trước sau. Và đây, với cái phần hướng ra mặt ngõ thì ở đây có một cái ban công nữa giống hệt tầng 2 nha quý vị. Đây, mọi người có thể nhìn thấy rất là tinh xảo luôn. Với cái chất liệu ban công như này thì nó là cái gang đúc mọi người ạ. Đấy, rất là đẹp. Gang đúc được sơn tĩnh điện. Đây là cái phần không gian phòng ngủ tầng 3. Nếu như mà chưa có đồ, bởi vì cái phòng ngủ tầng 3 với phòng ngủ tầng 2 thì nó giống nhau, thì đây mọi người có thể nhìn thấy một cái phòng trống mà không có đồ thì nó sẽ là như thế này. Còn nếu có đồ thì nó sẽ là giống tầng 2. Đấy, quan trọng là vị trí đi lại quý vị tìm ấy, nó phù hợp với lại cái tầm tài chính, nó phù hợp với cái cung đường đi làm. Thì với cái căn nhà này tuy giá nó hơi cao, nhưng nếu như để mà mặt bằng chung thì ở cái Văn Quán ấy quý vị ạ, nó không còn quá nhiều đất, cho nên cái vị trí bất động sản nó quyết định. Còn ngoài ra trong kênh của Ngọc Ánh, 1 tỷ 270 triệu, 1 tỷ 300 triệu, 1 tỷ 500 triệu vẫn còn nha mọi người, vẫn còn. Tuy nhiên cái vị trí bất động sản nó ở rất là xa, cụ thể thì nó là thuộc Trung Mỹ. Nếu như mà quý vị quan tâm khu vực đấy thì cũng vui lòng liên hệ trực tiếp ngay với Ngọc Ánh nhé. Đây là phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ ở phía tầng 3. Đây, giống hệt như tầng 2 nha quý vị, đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Đấy, nhà thì thiết kế giống nhau, tuy nhiên với những cái căn nhà mà giá thành nó cao thì khẳng định với quý vị luôn là phần hoàn thiện, cũng như là những cái chi tiết thiết kế hoàn thiện nội thất, cũng như là những cái thiết bị vệ sinh thì chất lượng nó chắc chắn nó sẽ cao cấp hơn so với những căn nhà chỉ có hơn 1 tỷ. Mời theo anh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà xem ngôi nhà này với giá chào bán như vậy và cái vị trí như thế này có ổn hay không nhé. Và quý vị ơi, Ngọc Ánh đang bước chân lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Thì ở đây với cái phần tầng 4 của ngôi nhà, chủ đầu tư thiết kế rất là tối ưu công năng nha mọi người. Tối ưu công năng ở đây là gì? Đây, quý vị có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh. Một căn nhà 35 m thiết kế được 4 phòng ngủ riêng biệt, phòng thờ riêng biệt. Đây, đây là phần phòng thờ mà chủ nhà thiết kế riêng cho căn nhà này, khá là hợp lý. Với quý vị nào mà đang có cái tầm diện tích những cái lô đất 30, 32, 35 mà không muốn thiết kế theo kiểu 5 tầng, 6 tầng chẳng hạn, thì căn nhà này đáp ứng cho quý vị cái thiết kế khá là ổn. Tiếp theo, phòng ngủ ở đây phía tầng 4 đây, thêm một phòng ngủ nữa. Tất cả các phòng ngủ bên ngoài đều ban công mở thực tế hướng ra mọi người nhé. Căn nhà này cách Hồ Văn Quán có 500 m. Nếu như mà quý vị nào buổi tối muốn thư giãn đi bộ thì đi lại rất là gần nha. Xung quanh thì quá là ngập tràn tiện ích rồi. Bệnh viện nằm ở trung tâm, quanh các bệnh viện lớn, trung tâm thương mại lớn, cũng như là vị trí đi lại. Tầng 4 đây, một phòng vệ sinh nữa cho quý vị sử dụng ở tầng 4. Phòng thờ riêng biệt rồi. Đấy, một căn nhà 35 m² thiết kế 4 phòng ngủ riêng biệt, phần để xe riêng, phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Và phần còn lại đây, sân phơi riêng nha mọi người. Đây là sân phơi, rất là rộng, rất là thoáng. Ở đây sân phơi còn có một ô giếng trời nữa đây mọi người ạ, để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với cái thiết kế của ngôi nhà rất là hợp lý. Đấy, Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý vị với giá chào bán 4 tỷ 800 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, diện tích 35 m², thiết kế và xây dựng 4 tầng, phù hợp với tất cả các đối tượng khách hàng. Nếu như mà quý vị có tầm tài chính như thế này thì rất là hợp lý, nằm ở trên trục ngõ thông. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0953 013403 hoặc 0888 041 414. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.